Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Biết trả.